Đại gia sắc vụng. Chạy, chạy mau, chạy mau đi. Vẫn còn sớm mà, cha để cho con ngủ thêm tí nữa đi. Còn sớm hả? Chưa đến nơi rồi, có ra đồng làm ngay không thì bảo. Mày lười quá đấy. Ấy, ấy, con ra đồng bây giờ mà cha. Còn với cái, sao mà nó lười thế hả ông trời? Đói quá, sáng dậy chưa ăn gì, cha đã bắt ra đồng làm việc thì sức đâu mà làm chứ. Giá mà tự nhiên có quả gì rơi xuống, không phải làm mà vẫn được ăn thì thích nhỉ. Thôi, thì cứ đánh một chất coi như làm đồng vậy. Đây là đâu thế nhỉ? Dân ơi! Ôi, cha đấy à? Sao cha lại ở đây? Cha vẫn đi cùng con mà. May quá, có cha đây rồi. Con cứ tưởng mình con bị lạc ở đây. Ta mau về nhà thôi, kẻo trời tối. Vâng, thưa cha. Mệt quá, bao giờ thì về đến nhà hả cha? Đi hết cánh rừng này, qua thị trấn và một cánh đồng nữa là về đến nhà con ạ. Hả? Xa vậy sao? Cố lên con, chỉ vài trăm dặm thôi mà. Ồ, vật gì thế kia, mau lại đó xem sao. Mau nhặt thứ kia lên mang đi. Cái gì thế ạ? Trời ơi, chỉ là một miếng sắt móng ngựa, nhặt lên làm gì cha? Thế không nhặt à? Không, nhặt làm gì cái miếng sắt giỏi hơi ấy cha. Con mệt quá, cha cho con nghỉ một lúc nha. Con cứ ngồi quán nước đợi cha một lát. Mệt quá, vừa đói vừa khát, kiếm đâu ra nước bây giờ chứ. Ôi, quả mận ở đâu thế kia? Ngon quá, cũng đỡ khát. Quái lạ, sao mận ở đâu rơi ra? Cứ một đoạn lại có một quả là sao nhỉ? Chắc là người chở hàng túi bị lủng nên mới rơi đều thế. Cha, thì ra số mận là của cha thả xuống hả? Phải. Tại sao cha lại bắt con phải khổ sở nhặt từng quả như thế? Cha đưa cho con một lúc có phải đỡ mệt hơn không? Thế tại sao lúc trước con không nhặt miếng sắt lên? Miếng sắt đó có ăn được đâu. Con lúc nào cũng chỉ muốn ăn sẵn, không chịu lao động. Con có biết số mận này có được là nhờ đổi miếng sắt kia không? Thật thế sao ạ? Vì con lười biếng, nếu lúc trước con chịu khó khom lưng một lần, cúi nhặt một lần, thì bây giờ con không phải khổ cực cúi nhặt như thế. Việc nhỏ không làm, sau này phải vất vả với những việc nhỏ hơn. Cha ơi! Hả? Việc nhỏ không làm, sau này phải vất vả với những việc nhỏ hơn. Đĩa ớt trên mâm cơm. Không nha, má đã nói rồi nha Minh, má nhất định không đồng ý. Lấy vợ xa rất nhiều cái bất tiện, hai đứa đừng có nói thêm gì nữa hết á. Bà ơi, sống ở thời đại nào rồi chứ, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên hả bà? Lại đến lượt của ông nữa.
tụi nó quê quán ở hai đầu đất nước, người Nam kẻ Bắc, lấy nhau rồi, mỗi lần đi lại thăm nom, lễ Tết, khổ sở vô cùng, mà ông vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi vào đồng ý làm sao? Má ơi, Nhi là con gái, khi bố mẹ của ấy còn chưa quyết định vào đây, Nhi vẫn chấp nhận tất cả để lấy con, cho dù gả chồng xa, chịu rất thiệt thòi. Hơn nữa, bố mẹ Nhi sắp tới cũng chuyển vào Nam sống rồi, tiện cả đôi đường. Sao đang quen sống ngoài Bắc mà bố mẹ cháu lại vào đây? Dạ, công việc tạo mẫu tóc và trang điểm của cháu đang khá ổn định ở trong này. Lại phải bay đi bay về thường xuyên, nên cháu đã thuyết phục bố mẹ sau khi nghỉ hưu thì vào đây sống gần con cái cho đỡ nhớ đó ạ. Đúng đấy bà, hai ông bà bên đó cũng là thoáng tính và thương con. Dù vậy thì văn hóa vùng miền cũng khó mà thay đổi và thích nghi được lắm. Mà bên ấy chuyển vào đây thì ngày lễ các con vẫn phải về quê quán chứ. Đi lại tàu xe, máy bay tốn kém và mệt mỏi lắm. Má nói là muốn tốt cho cả hai đứa thôi. Tuổi trẻ nông nổi, còn chưa biết thế nào là phải trái trắng đen, không nghe lời của người lớn, chỉ có thiệt thân thôi. Kìa bà, sao lại nói vô tình thế? Thôi, bà nghĩ thoáng lên cho các con nó nhờ. Bà chẳng mong có con dâu lắm hay sao? Mong mỏi gì thì tôi cũng phải suy nghĩ kỹ cái đã. Giờ tôi chưa có đồng ý đâu. Thôi, ông vào uống tóc giúp tôi nhanh lên đi. Tôi đi ăn cưới kẻo muộn đó. Chuyện này gác lại sao vậy? Đừng có buồn. Bà ấy hay giả đò chảnh vậy thôi, chứ dễ mềm lòng lắm. Từ từ, bà sẽ thuyết phục má con. Em đừng buồn nha. Cho anh thêm thời gian để anh thuyết phục má. Má cứ hay thẳng tính vậy thôi, chứ trong lòng là thương mọi người lắm. Em biết, má cũng lo cho anh và nghĩ cho cả em nữa mà. Chúng mình cùng cố gắng nha em. Anh tin là má sẽ đồng ý sớm thôi. Trời ơi là trời, sao ông lại hậu đậu thế hả? Cháy hết tóc của tôi rồi nè. Thôi chết, có chuyện gì vậy? Nhờ ông có mỗi việc uống cái tóc mà ông cũng làm không xong nữa. Bây giờ tóc cháy xém thế này, làm sao mà tôi đi tiệc cưới được đây? Ông làm tóc cho tôi mà đầu óc ông có nghĩ linh tinh cái gì vậy hả? Thì tại bà không đồng ý chuyện của hai đứa nó, thành ra tôi phải nghĩ cách thuyết phục bà. Thế nên tôi mới mất tập trung đấy. Ông đừng có lý do lý trấu nữa. Trời đất ơi, làm thế nào bây giờ nè, trời ơi. Bác ơi, hay là bác để cho con giúp bác xử lý mái tóc này cho hả? Má ơi, má yên tâm giao cho Nhi đi. Con dâu má là chuyên gia trang điểm và tạo mẫu tóc mà. Con dâu nào? Vậy thì cháu giúp cho bác đi, gấp lắm rồi đó. Bác ơi, bác thấy kiểu tóc này như thế nào ạ? Má ơi, quá tuyệt luôn má ơi. Hôm nay má đi ăn cưới, chắc chắn các cô các bác sẽ ngước nhìn cho mà xem. Đúng là có bàn tay con dâu vào có khác. Từ nay bà có chuyên gia làm tóc và trang điểm miễn phí rồi nha. Nhà này tự nhiên mắc bệnh nịnh hót, nhưng mà bác cũng cảm thấy rất đẹp. Cảm ơn cháu nhiều nha Nhi. Không ngờ cháu khéo léo như vậy. Từ giờ bác cứ để cho cháu làm đẹp cho bác nha. Đấy bà xem, ông bà ngoại ấy còn chuyển vào đây để đi theo con gái. Vậy mà bà chỉ có mỗi lý do khoảng cách địa lý, lại cứ nhất định không chịu đồng ý, để cho các con phải buồn là sao? Thôi, bà đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Đồng ý đi để cả nhà cùng vui. Thôi thì tùy ba con nhà ông vậy. Một thời gian sau. Má thấy trong người sao rồi má? Có còn mệt nhiều không ạ? Chỉ là hôm trước đón dâu bị say xe thôi mà. Má còn nghỉ ngơi một hai hôm là hết thôi con. Dạ, con đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Con mời má ăn cho lại sức ạ. Má ơi, má ăn có vừa miệng không ạ? Khó ăn quá. Má con đang còn mệt, nhạt mồm nhạt miệng nên ăn không thấy ngon đâu. Một hai bữa nữa là má con ăn ngon ngay ấy mà. Dạ.
chắc là do khẩu vị của hai miền khác nhau. Anh ăn cũng thấy khó nuốt quá, cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Vậy à, vậy lần sau em sẽ chú ý hơn. Trời ơi, bà chỉ cho tôi cách nào đó đi. Chứ tôi nấu ăn mà tệ như thế này, cả nhà chồng sẽ chán chết mất. Ừ thì đúng là tôi nấu ăn cũng không đến nỗi nào mà, nhưng mà khẩu vị hai miền khác nhau lắm. Giờ tôi phải làm gì trước khi thích nghi được với cách nấu nướng ở trong này đây? À ha, có vậy mà tôi không nghĩ ra. Bà đúng là quân sư siêu hạng của tôi á. Được rồi, để tối nay tôi đặt thử xem mọi người ăn có ngon hay là không ha. Dạ, hôm nay cơm ngon hơn hẳn ha. Lần sau không được nấu thì bảo má nấu giùm cho, đừng có đi đặt ở ngoài ăn nữa. Ăn tốn kém mà lại không đảm bảo vệ sinh. Dạ, tại vì con nấu ăn chưa được ngon nên con muốn thay đổi một chút. Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm. Đồ ăn ở đây khác biệt nhất với đồ ăn ở ngoài, đó là cay và đậm đà hơn, cũng ngọt vị hơn nữa. Con chỉ cần nấu cay hơn, cho nhiều ớt lên một chút và nêm nếm cho đậm đà là tự khắc mọi người ăn sẽ thấy ngon hơn mà thôi. Dạ, có vậy mà con cũng chưa nghĩ ra. Con xin nghe lời của má, lần sau sẽ nấu cay hơn ạ. Em nè, em thấy mệt lắm phải không? Mới về nhà nên mọi thứ em còn chưa quen. Không sao đâu anh, một thời gian rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Em vui vì hôm nay cả nhà ăn cơm đã ngon miệng hơn á. Nhưng hôm nay anh thấy em ăn có một xíu à, cay quá, em ăn không được phải không? Em vốn không ăn cay được mà. Nhưng mà em sẽ tập, sống ở đâu rồi cũng sẽ quen nếp ở đó thôi. Anh đừng có lo. Sao thế? Em đau bụng sao? Không hiểu sao em đau bụng quá. Bà má ơi, Nhi làm sao nè? Có chuyện gì thế? Chắc là tại con bị đau dạ dày nên ăn nhiều ớt vào có hơi đau thôi ạ. Có vậy thôi mà anh cũng gọi rõ lớn, làm cho bố mẹ giật mình. Chẳng lẽ từ bữa sau cả nhà phải ăn theo con, không ăn được ớt nữa à? Chỉ là chưa quen thì đau có một chút, có cần làm quá lên như vậy không? Kìa má, Nhi đâu có ý đó đâu. Có hay không thì tự nó biết, hở chút ra làm màu làm mè không có được đâu. Phụ nữ cũng phải biết hy sinh vì gia đình nhà chồng chứ. Có mỗi cái chuyện nấu nướng má phải nhắc nhở bao lâu mới khắc phục được. Giờ lại thế này thế nọ, hay là nó không vừa lòng với nếp ăn uống nhà này nên nó viện cớ. Thôi đi, từ ngày mai cứ để cho má nấu. Má sẽ nấu riêng cho vợ con một phần không có ớt cũng được. Thôi, bà về phòng ngủ đi. Hôm nay bà làm sao vậy? Cứ ăn nói huyên thuyên. Thôi chết, má bực bội vì em rồi kìa. Là tại anh á, có vậy mà cũng nói lớn lên à. Kìa, em bị đau mà. Nhỡ có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây. Thôi, từ mai tốt nhất em đừng có động vào ớt nữa, nguy hiểm lắm. Mẹ nói đúng mà, em ở đâu thì cũng phải theo đó. Mới đầu chưa quen nên cơ thể của em phản ứng như vậy thôi, không sao đâu anh. Trời ơi, có mỗi việc ăn uống mà rồi cũng thành cái chuyện mệt mỏi. Nè, làm gì mà ăn như là chết đói vậy hả con? Ở nhà chồng con ăn uống không được đầy đủ sao? Sao dạo này hay về đây ăn cơm vậy? Dạ không phải đâu mẹ ơi, chỉ là mẹ nấu ăn ngon quá thôi à. Đây là những món bố con nấu mà. Nếu muốn ăn đồ ăn nhà của mình thì đi làm về con tạt vào mà ăn. Nhưng mà đừng để ông bà bên ấy biết, chạnh lòng họ thì không có hay đâu. Có cơm chưa mẹ ơi, con đói quá. Hôm nay bố nấu hơi quá tay nên mặn lắm đó, không biết con có ăn được không. Trời ơi, bố ơi, mặn quá, con hết cả lưỡi lại rồi nè. Tay nghề của bố cô đấy, chẳng suốt ngày ca ngợi bố mãi đi.
món xào mà con với mẹ thích ăn nhất thì lại mặn quá. Nấu ăn thì cũng có bữa nọ bữa kia, bữa đậm bữa vừa chứ, chứ làm sao mà ngon mãi được. Đúng thế bà nhỉ, dù có mặn á thì ăn vẫn ngon bà ha. Mặn lại còn ngon, con gái của ông nó còn không nuốt nổi kia kìa. Nè Nhi, con cũng lấy một bát nước ra ăn như mẹ đi, ngon lắm đó. Dạ vâng. Mẹ không hề cảm thấy khó chịu khi đồ ăn không đúng với khẩu vị của mình, mà đã ăn rất ngon lành với một bát nước. Và dù bị chê khéo là đồ mặn, nhưng bố vẫn vui vẻ. Không khí gia đình mình vẫn nhẹ nhàng, đầm ấm. Hoàn cảnh của mình ở nhà chồng cũng không khác so với lúc này là mấy. Vậy mà mọi thứ đã rất căng thẳng trong suốt những ngày qua. Món ăn ngon là khi ta ăn trong tâm trạng vui vẻ và thoải mái nhất. Nước có thể giúp cho đồ ăn bớt mặn, chắc hẳn cũng có thể giúp cho đồ ăn bớt cay. Em à, sao em nấu đồ ăn nhiều ớt thế? Cá kèo nướng muối ớt cũng cay nè. Sườn rán anh thấy cũng nhiều ớt quá. Em có nấu riêng món nào không có ớt cho mình không? Bệnh dạ dày của em còn chưa khỏi hẳn đâu. Không sao mà, em ăn chung với mọi người cũng được. Có mình em lại bày vẽ thêm món cho tốn kém, mất công ra nữa. Tốn kém cái gì? Em cứ cố ăn rồi lại đau dạ dày. Mấy hôm nay mặt mũi em còn nổi thêm bao nhiêu là mụn kia kìa. Trời ơi, đã nói là quen ăn thì sẽ không sao hết. Em đang làm gì vậy? Em nhúng đồ ăn vào bát nước cho bớt cay đó anh. Hôm nay có món canh chua cá lóc, em đã nấu vị ngọt đậm hơn xíu rồi đó. Cả nhà ăn thử xem có ngon không. Ôi trời ạ, dạ, đồ ăn đã nhúng vào cốc nước rồi, nhạt hết vị thì ăn còn ra gì nữa. Tội nghiệp con nhỏ. Dạ không sao đâu ạ, à, con ăn vẫn thấy ngon lắm. Thôi cả nhà mình ăn đi, kẻo đồ ăn nguội hết đó. Ngày mai để anh nấu cơm cho em nha. Thôi đi, cứ để cho má làm. Má à, chuyện cơm nước cứ để con lo cho. Còn chỗ nào con không phải thì mong má bỏ qua cho con nha. Không đâu, má nói rồi, cứ để cho má nấu cho. Ủa, sao đồ ăn hôm nay lại không có chút ớt nào vậy ạ? À? Đơn giản là vì em không ăn được ớt mà. Nhưng vậy còn mọi người thì sao? Đây nè con dâu, ai thích ăn cay á thì đã có ớt tươi và tương ớt rồi đây. Má con đã chu đáo chuẩn bị sẵn rồi. Dạ, con cảm ơn cả nhà đã vì con mà thay đổi một thói quen. Chính em đã vì cả nhà mà chấp nhận phần thiệt thòi đấy chứ. Má xin lỗi, những ngày qua má đã ích kỷ và nóng nảy, không để ý đến cảm xúc của con, khiến cho con phải chịu phần thiệt thòi. Con mới về làm dâu đã có những bữa cơm không được ngon miệng. Dạ không phải đâu má, con ăn rất ngon mà. Nếu như ăn ngon, con đã chẳng phải về nhà mẹ đẻ để ăn cơm rồi. Má, sao má lại biết? Má xin lỗi, má không có cố ý. Chỉ là má vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của con với ông bà thông gia thôi. Thằng Minh cũng nói cho má biết mà. Thôi được rồi, chuyện cũ bỏ qua. Từ hôm nay gia đình chúng ta sẽ phải thật vui vẻ, mỗi người vì nhau mà hy sinh, nhường nhịn một chút. Như thế thì bữa cơm nào cũng sẽ thật ngon thôi. Đúng ạ, à, chẳng có bữa cơm nào ngon bằng cơm gia đình hạnh phúc. Cả nhà mình ăn cơm thôi ạ. À, vì tình yêu, cũng vì một gia đình hòa thuận, hai vợ chồng Nhi, một người giữ một đĩa ớt, một người giữ một cốc nước. Nhưng quan trọng hơn, họ hiểu được thế nào để ôm giữ được một tình yêu vĩnh cửu. Người cuối cùng bên con. Bà để cho cháu giúp. Suất cơm đáng bao nhiêu mà rơi vãi hết thế này? Cảm ơn cô, nhưng cô cứ để đi, tôi tự làm.
Ủa, bà Mary đã vào viện một tháng rồi, tại sao thông tin trong phần khai lý lịch của bà ấy vẫn để trống như thế này hả cô Hannah? Dạ, thưa giám đốc, hôm vào viện bà ấy chỉ đi một mình, hình như bà ấy không có người thân thích. Mỗi khi chúng tôi hỏi thăm thông tin gia đình để liên hệ thì bà ấy đều lắc đầu, nên phần thông tin lý lịch phải bỏ trống ấy ạ. Ngoài ra, bà ấy còn có biểu hiện gì khác thường không? Dạ không thưa giám đốc, mọi sinh hoạt của bà ấy vẫn bình thường ạ. Được rồi, vậy tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin về trường hợp này. Và cô cũng lưu ý tới bà ấy giúp tôi nhé. Có điều gì bất thường, phải báo cho tôi ngay. Bánh của con gái tôi vừa mang vào, bà ăn luôn đi kẻo nguội, lại mất ngon nữa. Từ khi tôi vào đây á, con bé cũng quan tâm luôn, gửi quà vào suốt đó bà. Tôi... Kìa bà sao thế? Tôi không sao. Hả? Có người nhận là người nhà bà Mary sao? Tôi không nghĩ lại nhanh như vậy. Tôi mới nhờ truyền thông tìm thông tin bà ấy cách đây một tuần thôi mà. Dạ vâng, cậu ấy đang chờ ở bên ngoài rồi ạ. Mẹ ơi, con sai rồi. Dạ, anh chờ bọn em khoảng tuần nữa thôi, bọn em đang thu xếp rồi. Giấy chứng nhận sở hữu nhà của mẹ sao rồi? Anh đã nói với mẹ chuyện ấy chưa? Rồi, để anh tính. Bây giờ vào nhà đã, mẹ đang chờ kìa. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Hai đứa về rồi à, mẹ cứ mong mãi. Đường xa xa xôi, chắc đi lại mệt lắm hả con? Chưa gì mà mẹ đã thiên vị rồi. Con trai mẹ cũng mệt lắm chứ, mà mẹ chỉ hỏi mỗi con dâu tương lai thôi. Nay con đưa Amity về đây trước là thăm mẹ. Sao chúng con xin phép được tính chuyện cưới xin? Bọn con cũng dự tính sau khi kết hôn sẽ mua một căn nhà trên đó và đón mẹ lên ở cùng. Ý mẹ thế nào ạ? Hai đứa tính được như vậy mẹ cũng mừng đó. Nhưng chắc cứ để mẹ ở đây thôi, phố xa mẹ không quen rồi lại phiền con phiền cháu. Mẹ sống một mình, làm sao chúng con yên tâm được? Còn những ngày trái gió thì sao? Ở đây có láng giềng mà con. Mà thôi, các con mới về, cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ đi chuẩn bị cơm nước cái đã. Mẹ sang vùng bên mua ít cà ri tôm được không mẹ? Lâu lắm rồi, con chưa được ăn món đó, thèm quá à. Được rồi, để mẹ mua. Hôm nay bộ cậu Đô về hay sao mà bà phấn khởi quá vậy? Dạ vâng, hai đứa nó về là bàn chuyện cưới xin. Chúng nó tính là cưới xong á, mua nhà rồi đón tôi lên sống cùng đó bà. Trời ơi, thế thì tốt quá, còn gì nữa. Tôi mà là bà hả? Tôi dục cưới từ lâu rồi. Sao nãy anh không nói thẳng vấn đề với mẹ, để bây giờ phải lén lút thế này? Trời ơi, em không nghe mẹ nói gì à? Đời nào mẹ đồng ý cho anh cầm miếng đất này chứ. Thôi, phải nhanh, mẹ anh về là chết cả lũ đấy. Vâng, thôi, thế tôi vào chuẩn bị cơm nước đã, kẻo muộn. Lúc nào rảnh, chị em mình nói chuyện sau nha. Trời ơi, chuyện gì thế này? Đô, con đang làm cái gì thế này hả? Mẹ à, con cần cuốn sổ này để đầu tư. Chỉ cần một thời gian, chỉ một tháng thôi, con sẽ trả cả vốn lẫn lời cho mẹ nha. Không được, trả lại mẹ cuốn sổ ngay. Mẹ không đồng ý cho con cầm cố đất đai đâu. Không, chỉ cần có cuốn sổ này, cuộc sống của mẹ con mình sẽ thay đổi. Nhưng đó là tất cả những gì mà cha ông bao đời để lại. Nếu như bây giờ chẳng may mất đi, mẹ con mình mang tội lớn đó con à. Mẹ không tiếc,
Nhưng mà làm cái gì cũng phải chừa cho mình đường lui chứ con. Nhỡ làm ăn không thành, biết quay về đâu. Đây là cuốn sổ tiết kiệm, các con cứ cầm lấy. Còn cuốn sổ nhà đất kia, không được phép động đến. Số tiền ít ỏi ấy thì được bao nhiêu chứ? Thôi, mẹ cho con mượn tạm, con hứa con sẽ trả lại cho mẹ mà. Mẹ xin con, trả lại cho mẹ đi mà. Con không thể làm như vậy được, trời ơi. Của mẹ đó, mẹ giữ cả đi. Từ nay, mẹ đừng coi con là con của mẹ nữa. Đó, anh thấy chưa? Mẹ của anh cũng tiếc với con cái từng đồng từng hào đó. Đâu phải ai cũng yêu thương anh như tôi đâu. May mà còn lấy được cuốn sổ tiết kiệm hen, vớt vát được tí à. Ây, bà đau ốm thế nào? Sao không gọi các con về đi? Ngày trước tuần nào chúng cũng về cơ mà. Tôi không muốn phiền tới con cái nữa. Ây, chứ không phải tại bà không cho chúng nó cầm cố mảnh đất này hay sao? Ba ngày nữa không trả đủ tiền cho tụi tao thì liệu cái mạng mày đó. Đồ vô dụng, mau biến khỏi đây cho tôi đi. Kìa em, chẳng phải em từng nói dù thế nào em vẫn bên anh cơ mà. Ở bên anh để chịu chết cùng với anh hả? Em nói vậy là sao? Em nỡ đẩy anh ra ngoài lúc này sao? Anh biết đi đâu bây giờ? Xin lỗi, thế chẳng còn đồng nào hết. Hey, trời ơi, cậu đi đi, thế chẳng giúp được gì đâu. Xin lỗi, thế chẳng còn đồng nào hết. Hey, trời ơi, cậu đi đi, thế chẳng giúp được gì đâu. Anh vẫn còn chưa biến khỏi cuộc đời của tôi sao? Con trai bà đang cấp cứu. Alo, alo, bà còn ở đó không? Alo. Bác sĩ à, bác sĩ, con của tôi nó... Nạn nhân chỉ bị tổn thương phần mềm, không có gì đáng lo hết. Nhưng còn khối u, cần phải tiến hành mổ gấp. Nếu chậm trễ, tôi e trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Nè, bà điên rồi sao mà bán mảnh đất này vậy? Rồi mai này bà sống ở đâu? Bà sống như thế nào bây giờ? Trời ơi! Lúc này rồi, tôi chỉ biết nghĩ tới con của tôi mà thôi. Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Mẹ ơi, mẹ. Cậu vẫn gọi tiếng mẹ được nữa hả? Cũng vì cậu mà bà ấy phải bán hết mảnh đất cha ông để lại. Để rồi bây giờ á, một bà già gần đất xa trời phải bỏ xứ mà ra đi. Vì một người xa lạ, cậu ruồng bỏ mẹ của mình. Nhưng đến cuối cùng, khi xa cơ, bệnh tật, ai là người bất chấp tất cả ở bên cậu? Chỉ có thể là mẹ của cậu mà thôi. Con xin lỗi đã đẩy mẹ vào hoàn cảnh như thế này. Con là đứa con bất hiếu. Thôi con đừng có khóc nữa. Người còn thì còn của mà. Con sẽ làm lại từ đầu được thôi. Mẹ
lòng hiếu thảo của đứa con bị bỏ rơi. Anna, con gái bé nhỏ của mẹ, hôm nay nhìn con như một thiên thần nhỏ. Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Sao không bao giờ con được thấy mặt mẹ? Mẹ ơi, chờ con với. Mẹ ơi, cho con đi theo với. Mẹ ơi. Mẹ Anna, ơi, dậy đi mẹ con. Ơi. Mẹ con đâu rồi cô Laura? Mẹ con đang ở một nơi xa. Nơi ấy mẹ con luôn được mọi người yêu thương. Cô Laura ơi, ngày nào con cũng mơ về mẹ. Giấc mơ thật đến nỗi con cứ nghĩ mình được gặp mẹ thật sự. Cô tin là mẹ con trên thiên đàng sẽ luôn dõi theo và ở bên cạnh con Anna ạ. Con nhớ mẹ lắm cô Laura ạ. Ước gì con có thể được gặp mẹ dù chỉ một lần trong đời. 10 năm sau. Chúc cô buổi sáng tốt lành, cô Anna. Chúc hai mẹ con buổi sáng tốt lành. Đã bao năm trôi qua, không lúc nào mình thôi nghĩ về mẹ. Tất cả những hình ảnh mình biết về mẹ đều mơ hồ. Có lẽ đã đến lúc mình phải tìm về với cội nguồn của mình. Cho dù bà đã mất đi, nhưng mình vẫn khao khát muốn được biết mẹ mình là ai. Cô nói sao? Mẹ tôi vẫn còn sống ư? Đúng vậy. Theo như tôi vừa tra dữ liệu, bà Mary, mẹ cô, hiện vẫn còn sống và trú tại số 16 đường Green. Thật không thể tin được là mẹ vẫn còn sống. Vậy là mình có cơ hội được gặp mẹ thật rồi. Số nhà 16, sao mình ngó nghiêng nãy giờ mà không thấy nhỉ? Bà ơi, cho cháu hỏi. Nhà số 16 ở đoạn nào ạ? Đây, trước nó có cái biển số 16, nhưng giờ bay đi đâu mất rồi. Mà cô đến để đòi nợ bà Mary phải không? Bà ta không có một xu để trả cho cô đâu. Tất cả tiền bà ta đã nướng hết cả vào rượu rồi. Bà đi ra khỏi đây ngay cho tôi. Suốt ngày sai với xỉn. Có chuyện gì với bà ta thế, ông Peter? Bà ta đã nợ tiền nhà mấy tháng không trả rồi. Tôi không thể để bà ta tiếp tục ở đây được nữa. Đây, cô thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Bà ta tối ngày chìm đắm trong men rượu, thì lấy đâu tiền mà trả nợ cơ chứ? Giờ ngay đến mái nhà để che thân cũng không còn nữa rồi. Vậy bà ta không có lấy một người thân bên cạnh nữa. Làm gì có ai. Cô cũng biết đây. Bà ta làm trong khu đèn đó, nhưng lại sinh đến tận 5 người con. Chẳng ai biết cha của từng đứa nhỏ là ai. Để rồi, những đứa trẻ ấy lần lượt được cảnh sát đưa tới trại trẻ mồ côi từ khi còn đó hỏn, bởi bà ta không có khả năng nuôi chúng. Dù sao cũng may mắn cho chúng khi không phải sống cùng người mẹ nghiện ngập ấy. Đây là người mẹ mà bao năm qua mình vẫn mong có ngày được gặp đây sao? Thật đáng khinh bỉ. Mình không thể nào chấp nhận được một người mẹ như vậy. Bà ấy không có một chút trách nhiệm nào với những đứa con do mình sinh ra, và vô tâm ngay cả với chính bản thân mình. Thưa bác sĩ, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Bệnh nhân bị sao vậy thưa bác sĩ? Sơ gan giai đoạn cuối. Khả năng bệnh nhân chỉ cầm cự một năm là cùng.
chính bởi lối sống buông thả mà giờ bà ấy phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Mình cũng không cần phải có trách nhiệm với bà ấy, bởi bà ấy cũng đâu có quan tâm đến con ruột của mình đâu chứ. Một thời gian sau. Trước bự cô là một bé trai kháu khỉnh. Con trai của mẹ. Em đang nghĩ gì mà trong suy tư vậy Anna? Từ khi có bé Tony, em mới thấu hiểu cảm giác làm mẹ là như thế nào. Có lẽ em đã quá vội vàng khi đánh giá mẹ mình là vô trách nhiệm, khi đã vứt bỏ con mình. Phải xa đứa con mình dứt ruột đẻ ra, có người mẹ nào lại mảy may vô cảm được. Mẹ hẳn đã đau đớn và tuyệt vọng tột cùng khi phải giao liên tục 5 đứa con cho người khác nuôi dưỡng. Nhưng đó là cách duy nhất nếu muốn chúng em trưởng thành. Có lẽ vì thế mà bác ấy chọn cách chìm đắm trong men rượu ngày qua ngày để quên đi những cơn đau. Thời gian của mẹ cũng không còn nhiều nữa. Em muốn ở bên cạnh bà những ngày tháng cuối để chăm sóc bà cho tròn bổn phận một người con. Dù gì đi chăng nữa, em cũng mang ơn bà đã đưa em đến với cuộc sống này. Cháu thật tốt với ta. Ước gì ta có một đứa con gái ở bên như cháu Anna. Ta đã từng có những đứa con của mình, nhưng rồi ta đã để mất chúng. Đứa bé gái đầu của ta nếu còn sống chắc cũng tầm tuổi như cháu đây. Ta còn nhớ vào đúng đêm Giáng sinh lạnh giá, con bé đã cất tiếng khóc chào đời. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã mấy chục năm trôi qua. Mẹ vẫn còn nhớ như in ngày sinh của mình, nhưng mẹ không ngờ rằng con đang ngồi ngay trước mặt mẹ đây. Mẹ ơi, mẹ đã qua đời trong tay em mà không hề biết em là con gái bà ấy. Vậy là những chuỗi ngày dài bất hạnh của bà ấy đã chấm dứt. Vì sao em lại không nói cho bà ấy biết thân phận thật của mình vậy Anna? Chẳng phải em luôn khao khát được gặp mẹ đó sao? Hay là em vẫn còn giận bà? Em không cho mẹ biết mình là con ruột của bà, vì em không muốn cảm giác cắn rứt lại đến với bà lúc này. Em mong khoảng thời gian ít ỏi còn lại, bà ấy sẽ ra đi thanh thản mà không vướng bận điều gì. Đừng buồn nữa Anna, em đã làm rất tốt. Anh tin rằng trên trời cao mẹ sẽ hiểu cho nỗi lòng của em. Có thể chăm sóc bà những năm tháng cuối đời là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Giờ đây em cảm thấy lòng mình thanh thản lạ lùng, không còn vướng chút sầu muộn hay ác cảm với mẹ nữa. Bị bỏ rơi từ lúc 8 tháng tuổi, Phyllis Whistle đã kiên trì lần theo dấu vết của người mẹ nghiện rượu và chăm sóc bà trong 5 năm cho đến khi bà qua đời mà không hề tiết lộ mình là con gái ruột của bà. Câu chuyện về quá trình tìm mẹ của cô khiến mọi người vô cùng xúc động bởi tấm lòng hiếu thảo và vị tha của đứa con bị bỏ rơi. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Phyllis Whistle ở thành phố Birmingham, Anh. Hiroshi Ueda phát minh ra cây gậy tự sướng từ sự cố hy hữu. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về Hiroshi Ueda, nhiếp ảnh gia người Nhật Bản, cha đẻ của phát minh gậy tự sướng vào năm 1983. Em yêu, em thấy chuyến đi này thế nào? Tuyệt vời đúng chứ? Tuyệt vời lắm anh ạ. Sau bao nhiêu ngày ao ước mong mỏi, em không ngờ có một ngày mình được đặt chân đến nước Pháp hoa lệ này. Đây có thể là một chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em đấy, anh biết không?
Sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như chúng ta có những bức ảnh thật tuyệt ở nơi này để lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp này. Em thấy sao nào? Tất nhiên là như vậy. Em cũng muốn lắm, nhưng làm sao có thể chứ? Tại sao lại không thể chứ? Em quên là chúng ta có máy ảnh à? Chiếc máy ảnh này đã theo chân anh đi tới rất nhiều nơi rồi, lưu giữ cho anh biết bao kỷ niệm rồi. Không lẽ bây giờ lại không thể giúp vợ anh lưu giữ những khoảnh khắc của chuyến đi tuyệt vời này hay sao? Nhưng làm sao anh có thể cầm máy ảnh và chụp cả hai chúng ta được? Em không thích chụp cận mặt đâu nha, sẽ xấu xí lắm đó anh yêu ạ. Anh sẽ có cách, đợi anh nhé. Được rồi, anh sẽ nhờ một người chụp giúp vợ chồng mình. Sẽ nhanh thôi em yêu, chúng ta sẽ cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên khung cảnh lãng mạn này, được chứ? Này cậu bé, con muốn gì vậy? Chú có thể giúp được gì cho con? Cứ nói đi, nếu giúp được, nhất định chú sẽ giúp. Dạ, dạ, ông có muốn đánh giày không? Chú cảm ơn, nhưng chú không cần đánh giày. Nếu vậy, cháu sẽ chụp hình cho chú, rồi sau đó chú đánh giày ủng hộ cháu được không? Cháu biết chụp hình à, có vẻ cháu cũng đa tài nhỉ. Dạ vâng, có ạ. Nhìn vậy thôi, chứ cháu cũng hay chụp hình giúp các cô chú đi du lịch đấy ạ. Có thật là chụp được không đó? Chú cứ yên tâm ạ, cháu không có lừa chú đâu. Nhìn mặt thằng bé thật thà thế kia, chắc là nó không có nói dối đâu. Cảm ơn cháu nha, ráng chụp cho cô chú thật đẹp đó nha. Xong rồi chú hứa sẽ đánh giày ủng hộ cháu. Mình sẽ chụp ở chỗ này nha. Trời ơi, thằng bé cầm máy ảnh của mình đi đâu mất rồi? Trời ơi, nó lấy mất chiếc máy ảnh đắt tiền của chúng ta rồi. Phải làm sao đây chứ? Tên khốn kiếp, tao mà bắt được mày thì mày sẽ biết tay. Thiệt là tức chết đi được mà. Cứ tưởng nó là một người đàng hoàng, nào ngờ lại là kẻ lừa đảo, trộm cắp trắng trợn với ban ngày như thế này đây. Không sao, cổ đi thay người, đừng vì những chuyện này khiến kỳ nghỉ của chúng ta bị ảnh hưởng. Anh cứ coi như chúng ta từ thiện đi, nghĩ ngợi làm gì. Nhưng đó là chiếc máy ảnh rất đắt tiền, nó đã theo anh từ rất lâu rồi, và cũng đã cùng anh đi qua bao nhiêu nước. Trong đấy có rất nhiều hình giá trị đấy em ạ. Anh chủ quan quá, tức chết mà. Anh thề, anh mà tìm được thằng nhỏ thì nó sẽ biết tay anh. À không sao, anh nhớ ra rồi, chúng ta vẫn còn một chiếc máy ảnh nhỏ anh bỏ ở khách sạn. Ngày mai chúng ta vẫn có thể chụp vài bức hình cùng nhau. Vậy thì tốt quá rồi. Chán quá đi mất thôi. Cứ tưởng sẽ có chuyến đi tuyệt vời, không ngờ lại thành ra thế này. Sao thế anh? Lại chuyện gì nữa vậy anh? Em nhìn xem, những tấm hình chúng mình chụp cùng nhau đa số đều mờ, mất nét hoặc xấu quá. Anh muốn có một tấm ảnh đẹp cùng em. Phải chi anh có thể tự cầm máy và điều chỉnh góc để chụp cho hai vợ chồng mình thì sẽ tốt biết mấy. Đằng này... Anh bắt đầu bị bệnh nghề nghiệp rồi đấy. Em biết, với nhiếp ảnh gia nổi tiếng như chồng em thì yêu cầu về tấm hình rất cao, trong khi những người vợ chồng mình nhờ chụp đều là nghiệp dư thì làm sao bảo đảm được. Nên thông cảm một chút anh yêu ạ. Nhưng mà một trong số họ lại còn lừa chúng ta. Chú cứ yên tâm ạ, cháu không lừa chú đâu. Không lừa chú. Cháu đã lấy được chiếc máy ảnh rồi. Thật khó chịu, thằng nhỏ lừa đảo ấy cứ ám ảnh lấy mình. Mình phải làm sao đây? Không lẽ mình phải chịu thua một thằng nhóc đánh giày sao? Anh còn thức à? Muộn lắm rồi, sao anh không ngủ đi? Anh vẫn còn ấm ức chuyện hồi sáng sao? Anh không tài nào ngủ được, vì cứ mỗi lần nhắm mắt thì thằng nhỏ kia và chiếc máy ảnh yêu quý bị mất của anh cứ liên tục hiện ra. Đây là tất cả kho báu của anh đấy Mariko à. Em biết là điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu nhiều lắm, nhưng anh cần phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh đấy. Nào, anh hãy cố gắng ngủ một chút đi, sau khi tỉnh dậy anh sẽ thấy thoải mái hơn nhiều đó.
tức thật, mình phải tìm cách làm thế nào để có thể chụp được những bức ảnh thật đẹp mà không cần phải nhờ người khác và sợ mất máy ảnh nữa. Mình cũng không muốn mọi người khi đi du lịch lại trở thành nạn nhân béo bở như mình, nhưng phải làm sao bây giờ? À, nghĩ ra rồi. Tại sao mình lại không dùng một thanh sắt để làm cánh tay nối dài và gắn vào chiếc máy ảnh nhỉ? Để tiện cho quá trình di chuyển và đi du lịch, mình sẽ làm cho nó có thể gấp lại gọn, càng nhiều càng tốt, để có thể dễ dàng cất vào túi và mang đi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Giá mà mình nghĩ tới nó sớm hơn thì có lẽ sẽ không bị thằng nhỏ kia lừa một cách dễ dàng như vậy. Vợ ơi, em xem này, anh vừa nghĩ ra một cách có thể nâng máy ảnh và đưa ra xa để bắt góc rộng rồi đấy. Em thấy có tuyệt không nào? Chúc mừng anh. Nhưng nếu dùng một cây gậy đưa máy ảnh ra xa như vậy thì mình phải làm sao để biết được nên chụp vào điểm nào bây giờ? Ừ nhỉ, em nói đúng. Có thế mà anh cũng không nghĩ ra. Làm sao có thể thấy được màn hình phía trước máy ảnh? Nếu muốn vậy, ta cần phải có một vật phản chiếu lại hình ảnh ở màn hình máy ảnh. À, đây, anh nghĩ ra rồi. Nếu muốn thấy được hình ảnh trong màn hình máy ảnh thì ta cần một vật phản chiếu lại, và không gì có thể tiện lợi hơn bằng việc dùng một chiếc gương để phản chiếu lại hình ảnh đó. Đúng rồi, quả là một phát hiện thú vị. Chồng của em tuyệt quá. Em thực sự mong đợi sản phẩm hoàn chỉnh đấy. Em an tâm, anh sẽ cố gắng để biến nó thành hiện thực. Sẽ sớm thôi. Em chính là người đầu tiên được thử nghiệm sản phẩm hoàn chỉnh này, được không nào? Vẫn còn to quá. Mình cần phải cắt gọt lại để gọn nhất có thể. Có vẻ đã ổn hơn rồi đấy. Mình sẽ thử đặt chiếc máy ảnh lên xem thế nào. Có vẻ ổn rồi đấy. Chiếc máy ảnh này có thể nằm gọn trên đầu gậy rồi. Bây giờ thử xem liệu mình có thể thấy được thông số và điểm chụp thông qua chiếc gương được gắn ở phía trước đầu gậy không đây. Cuối cùng cũng được rồi. Bây giờ mình cũng có thể chụp ảnh một cách thỏa thích và đúng theo ý mình rồi. Mình cần đặt tên cho cách chụp này nhỉ. Thay vì nhờ người khác chụp, mình sẽ dùng gậy để kéo dài và chụp được góc rộng. Đúng rồi, mình sẽ gọi là gậy mở rộng. Vợ ơi, anh đã hoàn thành xong cái gậy mở rộng rồi này. Anh nói mở rộng cái gì thế? Đây, đây em yêu. Em chuẩn bị tinh thần nha. Hoan hô, hình chụp rất rõ nét và lại đúng khung hình nữa. Em nhanh nhanh lại đây xem này. Nato, cậu xem này. Đây là cây gậy mở rộng mà chồng chị sáng tạo ra này. Nếu muốn thì cậu có thể nói anh ấy chế tạo cho một cái, để có thể thoải mái mang máy ảnh đi tác nghiệp. Ồ, thật tiện lợi đấy. Thế nhưng nếu không nhân rộng ra và bán trên thị trường thì tiếc quá. Nhưng tôi không biết cách làm thế nào để bán ra thị trường cả. Không sao, em có quen với một đại lý chuyên sản xuất vật liệu gia dụng. Hay là em sẽ giới thiệu anh với giám đốc công ty đó, để anh cho họ xem sáng chế này ha. Nhưng trước hết, anh phải đi đăng ký bản quyền phát minh đã. Năm 1983, Hiroshi Ueda đăng ký bản quyền phát minh gậy mở rộng. Nhưng mãi đến 30 năm sau, gậy mở rộng được gọi phổ biến là gậy tự sướng, mới trở thành phụ kiện không thể thiếu của rất nhiều người. Và ngày nay, gậy selfie ngày càng được cải tiến và nâng cao chất lượng hơn để phù hợp với nhiều loại máy và người dùng khác nhau, nhằm phục vụ nhu cầu chụp hình cho giới trẻ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!